này thực sự không biết anh em có tin không, nhưng mà mình bật cái màn hình video quay ấy, lúc nãy mình bật thì mình chỉnh 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 mình cứ nghĩ là quay rồi, thế xong rồi bây giờ quay lại thì thấy nó đã xong hết rồi. Mình quay ra thì để dừng video thì mình chưa ấn cái nút quay anh em ạ. Đây là mình trộn mồi câu cá chép này. Lâu lắm rồi mình mới làm cái clip câu cá chép thì tự dưng thì lại nó lại thành ra như thế này. Dở hơi quá. Nó rất là dở hơi. Ở đây thì mình cho hai bát thính nền, hai bát thính nền, mỗi thính nền không đấy các bạn ạ, mấy cả 4 lạng khoai lang luộc. Đây, khoai lang luộc mình muộc luộc mình bóp ra có mỗi hai đấy thôi, thì lâu nhất là cái luộc khoai lang. Bây giờ mình cho thêm một gói cắm trứng nữa, thế là có 3 thứ thôi các bạn ạ anh em ạ. Đây. Giờ mình cho thêm một gói cắm trứng nữa thôi, thế là hết rồi. Cứ mồi có cái gì đâu. Cực kỳ đơn giản. Bây giờ cho thêm đây. Ít sốt vào đây. Cho thêm ít sốt nữa thôi. Thế là xong rồi anh em ạ. Thực sự là hơi hơi đen. Mình nghĩ là mình đã ấn video để quay rồi, mà thế nào loanh quanh cuối cùng lại thành chưa quay, nó không còn gì để mà tả nữa. Rồi anh em cũng hiểu, để cho mình giấu nghề. Hai bát thanh nền, 4 lạng khoai lang bóp nhuyễn, mấy cả một gói cắm trứng, thế thôi, đơn cực kỳ đơn giản thôi. Máy chép anh em thích có thể cho thêm thóc mầm ngô nếp, thóc mầm nếp hoặc là ốc cũng càng thì càng tốt, nhưng mà mình đánh như này nó cũng lên rồi. Chép chấm nhé, nhưng mà cái hồ này nó chỉ chủ yếu là chép thôi anh em nhé, chủ yếu nó là chép với trôi thôi đấy. Câu chép đó là mình trộn trộn không nhiều anh em ạ, chỉ một ổ thính là mấy cân thôi, hơn 2 cân thôi. Mỗi khi trộn ở cái chậu xanh to, hôm nay trộn chậu đỏ cực kỳ thơm ngon luôn anh em ạ. Đấy, đánh chép thì không cần nhiều mồi gần thế này đâu. Đó, thế là xong rồi. Thì đen thật, không biết đã quay chưa. Không à. Mình chỉnh chỗ quay để đàng hoàng ấn xong rồi. Quay ra trộn. Quay ra ngó ngó thì lại chưa 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 ấn quay video đúng nhục. Ôi, hỏi ơi, đen quá anh em ạ, nhưng mà không sao, mong anh em thông cảm, nguyên liệu này nó đơn giản thế thôi, mình nói qua rồi. Nếu mà anh em thích xác suất nó cao hơn, anh em có thể cho thêm ốc với cả thóc mầm. Khoảng với tỷ lệ tầm này khoảng cân ốc với cả khoảng 3 lạng thóc mầm nữa là ok. Đấy, anh em, ổ thính bé nhất từ trước đến giờ. Này có một ông anh đã rủ đi, nhưng mà chả biết ông ấy có đi không. Nếu mà ông ấy không đi thì mình lại mà một mình ở hồ thì quay phim lúc thả thính thì ok, còn lúc ngồi câu thì quay nó rất chi là khó anh em ạ, chưa biết là tính như nào. Rồi ok, khi mà có kết quả hay không thì mình sẽ về mình anh em xem ở trong clip này thì sẽ rõ anh em nhé. Rồi bây giờ mình nhá, chuẩn bị đi ra hồ tối rồi anh em ạ, chuẩn bị tối đấy nhá, 5 giờ chiều rồi.
Câu đến 9 giờ 9 rưỡi Anh em em, về. nhà anh em tối 6 giờ kém rồi. À, bây giờ mình vừa xuống lên hồ nhá. Bây giờ ra cần rồi, bây giờ ném mồi thôi anh em ạ. Bắt đầu nhá. Này cố chấp thì mình ném một cục thôi. Rồi ok, đã ngắm ổ xong rồi anh em. Thì mình câu gần cho câu đầu cần. Trông thấy là một nước sâu phết phải 2 mét rưỡi đấy anh em ạ. Ra cần đầu phao đầu phước xong rồi. Bây giờ ném thính anh em nhé.
Ok, ném đến đâu thì câu ở đấy anh em ạ. Đó, anh em nhìn mặt nước này, nhìn cá con ở cái hồ này, lượng cá nó kinh khủng không anh em? Đó, anh em nhìn này, mình vừa ném xong mà cá con nó vào, ôi rồi nhìn kinh khủng khiếp khiếp không? Rồi vừa ném thính xong anh em nhá, khi nào mà có kết quả được hay hoặc móm gì đấy thì mình cũng sẽ quay. Nhưng mà do là câu lục nên là lúc dòng cá mình đi có một mình thì mình không thể bật máy quay lên mình quay được, anh em thông cảm nhá. Đấy, ném thính xong là Ok. cũng vào 6 giờ tối rồi anh em. Khả năng ngồi khoảng 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi. Không biết là có ăn thua gì không thì chưa biết anh em ạ. Hôm nay hồ một mình một hồ thôi. Hồ này nó giờ nó cũng ít thả cá nên là một mình một hồ. Hồ câu hôm trước được hai con chép đấy anh em, 150.000 một ca. Thực sự nó rất chi là oi anh em ạ. Đã xuống để đi câu tối nhưng mà rất chi là oi. Hôm nay không có tí gió nào. Hôm nay không biết là trụ được đến bao giờ. Quá nóng anh em ạ. Cá vào, cá con vào, dầm 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 dầm. Cá to thì chưa biết. Phải ít nhất phải tầm tiếng nữa, hơn tiếng nữa thì có kết quả. Nếu mà thường thường nó được thì hay tầm tiếng 2 tiếng là nó đã dính rồi. Còn không được thì thôi. Rồi. Khi nào mà mình ví dụ mà được thì lên vào vợt rồi để mình quay anh em xem. Lâu lắm nó không ra clip. Đang chán chán đi câu rồi anh em ạ. Tại vì nó nắng quá. Đấy, câu lục xuất này. Lâu lắm nó không đi câu lăng xê. Đồ đạc đơn giản thế thôi, mình lắp luôn phao câu, phao phao đèn, phao điện anh em nhìn thấy không? Mình lắp luôn phao điện bởi vì nó cũng nhá nhem tối rồi anh em.
Rồi. Không biết anh em có nhìn thấy không? Tâm nó ở bên dưới phao rất là nhiều mà chưa thấy động tĩnh gì, nhưng mà mới ném thôi, mới ném tính được khoảng 15 20 phút thôi, chưa ăn thua đấy anh em nhìn kìa, nó tâm nó dưới phao à. Tâm nó lên quá trời luôn. Nhưng mà chưa thấy động đậy gì. Đó, rồi mình tập trung cầm cần đấy anh em. Rất khả năng là có cá. Do là cá nó đang nhấp nháy nên là tôi sẽ thử quay một lúc xem có đóng không. Nếu mà đóng được thì rất chi là đẹp. Thank you.
Vâng anh em, mình không biết là nói gì bây giờ. Câu trộn mồi trôi mè thì được chép. Và bây giờ trộn mồi chép thì được, cái lúc mà mình vừa quay phim xong mình dừng máy phát thì đóng luôn. Anh em thật tiếc là anh em không xem được cái đoạn dòng bởi vì không có người quay phim. Mình cho vợt rồi, bây giờ mình xách lên. Con đầu tiên to anh em ạ, phải 4-5 cân. Vâng anh. Anh em dính nha, hàng con đầu tiên này, ngay con mè. Ôi mè cũng được. Khủng chưa? Mẹ hôm trước em trộn mồi chép thì đi à, mồi trôi trôi mè thì dính hai con chép. Mẹ hôm nay trộn mồi cá chép thì coi này cá mè đi ăn hồi lúc dính ngay con mè tổ sư mẹ tanh lắm tâm nó này. Nhìn nhìn từ gian cây 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 đúng như chỗ kia kìa, một lát thẳng vào bao luôn tổ sư. Em tưởng hôm nay hết mè thì thế nào cũng có con mè. Đầy mè, có ai câu mè đâu. Em thích câu mè cực. Nếu mà loanh quanh mấy lần trộn thính mè câu đéo được. Hôm nay nó oi rồi. Con này mà không để chìm sâu xuống là nước nóng này là bị chết. Mà nó đóng kiểu đéo gì tắm nó một phát đúng mồm luôn này. Xong lúc sau em giật nó tượt, nó tượt nó đóng xuống bụng ấy. Đỡ móm rồi. Câu ra không là nước nó nóng là chết đấy. Có thanh sắt ở đây đấy. Phát cái con bò cỏ đi. Chạy thế như quê. Sáng hai ông câu không biết được con gì không? Sáng có hai ông câu. Ông Hoàn sướng cười cho các. Hỏi quá. Thôi để mẹ mới đi ăn. Mẹ em nhìn tâm mình mẹ chui cụ nó nó từ phải tầm mấy mét nó cứ phi vào. Nó cứ cày xung quanh được khoảng 5 phút thì nó thuộc vào. Mẹ đáng nghĩ là cái mẹ tại bao trận mình quấn mẹ đây thì đáng xinh. Thế rồi tao nó chuyển cố lên trên này. Dòng xuống này.
cầy. Mùi chua lon hôm nay ngọt nở lên cái đéo cấp mày. Kiểu như trong đèn này tắm ui từ ngoài công ty vào đến nơi phát một cái tầm gì à tầm chép kìa, tầm xếp nó ăn sát rồi đấy. Đúng đấy, cái tầm thì to lắm anh ạ. To vãi trưởng luôn. Hai cái tâm chép gần đấy. Rồi, làm một bé rồi anh em nhìn tâm nó sục sục ở xung quanh ổ rồi. Ui, tâm to đấy nhỉ. Em thứ hai rồi anh em, tâm to lại mẹ. Ôi. Từ lần sau lại trộn mẹ cái tiểu này mẹ. Ôi, con này con mẹ ta này. Mẹ ta, con này con mẹ ta. Từ giờ đến tối luôn bắt nữa. Nó đã hợp đúng rồi. Trời chưa tối anh em nhé, làm hai em rồi. Anh em chưa đến tiếng đồng hồ làm hai em rồi. Tổ sư mồi câu chép lại dính toàn mè đây, đang chưa hiểu cái kiểu thủ tả gì. Em đến hiện tại bây giờ mới ngồi được là 37 phút. 37 phút anh em nhé, 37 phút lên hai con rồi, trời vẫn còn chưa tối cơ. Lần trước thì trôi mè dính hai con chép mấy cả rô phi, lần này thì trộn đặc sệt chép thì lại ăn toàn mè, tôi chưa hiểu kiểu gì đấy. Rồi ok anh em, mình tiếp tục đấy, ức chế mỗi cái là không có người quay phim hôm nay, mà có người quay phim cái lúc còn to thì xem phê vãi chưởng luôn anh em ạ. Mình giàu ngoài hơn 5 phút thì nó mới lên, nó không vào ở đấy, mà có người quay phim thì chất rồi, thì thôi rồi, phải cố gắng hết sức để quay phim thôi anh em. Anh em đoán thử xem nó là con gì. À, anh em đoán thử đi nha. Mình thì biết con gì rồi. Anh em đoán thử xem nó là con gì. Con dọn bẻ.
Mà anh em mà thấy cái con dọn bể nó to như này chưa? Con dọn bể này phải 5 7 lạng. Thấy một số anh em bảo con dọn bể này cũng ăn được. Con này to. Con này phải 5 7 lạng. Mình thì mình chưa thử ăn cái con này bao giờ đâu. Thôi cứ vứt ở đây. Thôi rồi, về anh anh em vứt tục nhỉ? cuộc hành trình thôi. Đi về anh em nhá. Chốt lại được mỗi 2 con. Anh quay soi hoặc tiện soi em. Quay ngang à? Đây đây. Mãi thêm con dọn bể. Con bể rất là to. Đây. Cả nhà nhìn các bể rất là to. To đấy. Mai bọn mai tôi làm món ớt. Xào xả ớt dọn bể nhá. Con này nhìn đã nhỉ. Lâu lắm nhìn thấy lâu lắm nhìn. Em một bên lâu lắm nhìn thấy con mê ta. Lâu lắm nhìn thấy. Bây giờ kìa toàn mè lai ấy nhỉ. Khó quá, khó đút. Chú ý thì bé. Rồi, ngon rồi. Đây là... Đây là về kiểu tắm. Cất biệt nữa ơi. Bọn trẻ con nó ra làm sao đi. Ở đây bọn trẻ con thì... trẻ con được nó... Anh em đây mình vừa về nhà. Thì về nhà nó khoảng 9 giờ rồi. Đây tầm 9 giờ 9 giờ kém 10. Về nhà 9 giờ kém 10 thì vị trí câu chỉ trên dưới 3 tiếng thôi, không nhớ rõ lắm, chỉ trên dưới 3 tiếng thôi. Vẫn chưa được 1 ca. Ỏi quá không chịu được anh em ạ. Đây, anh em nhìn con này thì chắc khoảng 2 cân ha. À đây, có cái con em nhìn con dọn bể này, con này to. Nó phải tầm không khéo để đến gần cân. Mình thực ra thì mình chưa bao giờ ăn con này và mình nhìn con này rất chi là kinh. Thế nhưng mà cái lúc mà mình câu ở đấy thì có một cái ông ấy ngồi, ông bảo là mày mang con này về mà ăn ngon lắm. Ông bảo luộc xong rồi gỡ thịt ở hai cái lườn đây. Thế xong rồi bỏ xào xả ớt. Thì mình cũng thử một lần xem nó có ăn được hay không. Anh em nào biết về cái con này, con lớp kính hoặc là hay là có chỗ gọi là con dọn bể. Thực ra thì mình rất chi là sợ con này, nhìn rất chi là kinh. Không muốn ăn thế nào. Nhưng mà mai có đông anh em ngồi gọi anh em xử lý mấy con cá này đi thì thử xem nó như nào. Mè rất to anh em ạ. Này đó, đút cả cái tay vào trong mồm luôn này anh em này. Đó. Tôi 65 cân anh em nhé, đút cả tay vào mồm con cá ok. Anh em nhìn thì có vẻ là nó bé nhưng mà nó không bé đâu, to đấy. Mè khá to, một con mè tàu, một con mè ta, con này thì đang có chửa này. Con này đang có chửa này, con chửa nhịt bụng vành lên này. Mồi trộn mồi câu cá chép. Con này thành ra cái cá mè với cá dọn bể này. Lần trước cái trộn cá trôi, trôi mè thì lại... Mà cái hồ này mình nghĩ là hết cá mè thì cứ thế nào, nó loanh quanh thì vẫn còn 2 con. Mình đóng nổ trục mất một con nữa là 3 con. Buổi tối thì đóng mấy phát không được.
nó mấy phát nữa nhưng mà không được, nhưng mà không không phải mè mà là chép anh em ạ. Chắc chắn buổi tối là chép, bởi vì mấy phát bình phao mình giật không được. Đó. Thì cái bài mồi này thì đầu tiên mình vẫn cứ ghi là bài mồi câu cá chép đi. Nếu mà anh em nào xem mà không hết cái video thì sẽ không hiểu được. Ngoài anh em cái đuôi. Cái đuôi to chà bá luôn này. Đó. Hôm nay là dòng này rất chi phê, hôm nay mà có anh em nào mà quay phim được thì tốt quá. Đó, mình đi có một mình, về sau có cái ông ra hồ đấy thì mình bảo ông ấy quay. Quay cho cái lúc về mình nhấc túi lên thôi. Thôi được rồi. À, anh em nào có ý kiến gì về cái con dọn bể này thì phát biểu hộ mình cái để mình xem nó như nào. Rồi mai con này thì hấp thôi. Cũng gọi là trộn mồi chép nhưng mà nó thành mè, thế cũng là thành công rồi anh em ạ. Không sao, nên con gì cũng được. Mình nghĩ hôm nay phải chắc chắn phải được chép thôi, thế mà không được. Nhưng mà buổi tối cũng bình vào mấy phát mình nghĩ chắc chắn là chép đấy. Rồi bài mồi này thì mình vẫn cứ ghi là mồi chép đi. À, anh em mà không xem hết clip thì sẽ không hiểu đâu. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.